bốn cảm nó đề mang cái công chuyện này. Thì với bộ phim Hào Quang Rực Rỡ The King thì thực ra nghe đến cái tên anh Đạt Hưng thì tôi không lắc đầu. Tôi chưa từng biết kịch bản như thế nào, tôi chưa từng biết kinh phí là sao. Cái chuyện kinh phí nghe nói là trong một cái phim là về con người thật và một cái phim tiểu sử là một cái điều rất là quan trọng, một cái mức độ đầu tư phải nói là khủng khiếp. Tại vì qua bộ phim mà em bảo chị là một bộ phim được đầu tư số 1 của điện ảnh Việt Nam, tôi biết là cái mức độ đầu tư nó phải rất là lớn. Nhưng mà nghe đến tên Đàm Hưng thì tôi nhận lời ngay lập tức. Tại vì cái chất tại vì ở trong cái showbiz này đối với tôi cái chất của một người tỏa ra vô cùng quan trọng, là diễn tả cái truyền tải cái chất đó như thế nào trong một bộ phim 2 tiếng đồng hồ, nó là một cái thử thách rất là lớn mà tôi phải nhận lời ngay lập tức. Em xin bổ sung thêm, lúc cũng là khi Hưng là người chứng kiến cái showbiz của thời cuộc này từ nói trước 7 năm cũng đúng, nói cho tới tận ngày hôm nay nó còn được ngồi trên này, cho nên là nó có quá nhiều những cái biến động, những cái diễn biến cuộc sống showbiz từ lúc mà xong cái 7 năm xong tới tận bây giờ, ai đi, ai ở, ai nổi tiếng, ai còn hát, ai không hát, ai làm gì thì đều chứng kiến và thấy hết tất cả mọi thứ, tất cả tập. Và phải cái phim của Hưng nó phải quay lại những cái bối cảnh cũ, cho nên phục dựng nó làm việc tốn kém vô cùng khó khăn để làm lại những cái khung cảnh, cái nhà đó, cái môi trường đó, cái sân khấu của thờ đó, nó rất là nhiều tốn kém đó. Cho nên là để nó dám nói hết một con số cũng chỉ đến tới đâu thôi, cũng để nó rất cần những nhà tài trợ vậy đó. Đó là chưa kể một số cái sân khấu, một số cái tụ điểm mà anh em ngày xưa nó biến mất rồi không ạ? Dạ, phải làm lại. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi cũng vẫn liên quan tới em và chị. Đó chính là phim Em và Chị được xem là phim âm nhạc, vậy phim này có phải phim âm nhạc không? Yes. Không. Đây cũng không phải là một cái phim chính luận, phim khó coi, mà chúng tôi đã quyết định để làm một bộ phim mà khán giả đại chúng phải xem được, là một bộ phim đậm chất giải trí như Con Đường Của Anh Đạt Và Thân Đã Đi, là một bộ phim chân thật và đầy cảm xúc giống như Con Người Thật Của Anh Đạt Và Thân. Đây là một bộ phim dành cho tất cả mọi người, là một bộ phim truyền cảm hứng, là một bộ phim mà mọi người thấy cả thanh xuân của mình ở trong đấy, là một bộ phim đầy tâm huyết của những con người, những người trẻ muốn kể, muốn làm cho mọi người khi xem bộ phim để tràn đầy cảm hứng, tràn đầy nhiệt huyết và có nhiều bài học về tinh thần. Và câu cuối cùng, đây là một bộ phim làm vì một sự ngưỡng mộ và kính trọng với một người nghệ sĩ là hết lòng vì nghệ thuật mà không ai có thể có một cái nguồn năng lượng như thế. Có một cái câu này rất là hay mà tôi muốn hỏi ngay, tại vì tôi thấy câu này hay quá, có liên quan tới những vị nghệ sĩ đang ngồi ở phía dưới. Đó chính là ekip có định mời Hoài Linh, Dương Triệu Vũ, Mỹ Tâm, Thanh Lam, v.v. đóng chính mình trong bộ phim này hay không? Nếu như không, ekip sẽ xin phép họ để casting diễn viên khác hay muốn đổi tên chạy đi để đỡ dính rắc rối khiếu nại khi xem phim không? Cảm ơn câu hỏi khá đặc biệt này. Chắc chắn là câu chuyện cuộc đời của Đạt Và Thân có liên quan đến tất cả những cái tên vừa kể ở trên. Không những thế còn nhiều lắm, còn rất nhiều. Ngay cả với Hưng cùng với ekip quyết định chọn cả hai phương án, có cả casting và có cả họ ở thời hiện tại. Với lần nữa một lần, cái mối quan hệ này hết sức là bạn của Hưng và cái sự dễ thương của Hưng, dễ thương. Thì rất
rất là dễ dàng để thuyết phục. Mình nói xin đi, dễ dàng để xin họ bước vào cái cuộc đời của ông như đã từng bằng phim ảnh. Cho nên là sẽ có hai giải pháp luôn cùng với trong podcasting, sẽ có hai lớp kẻ và hai lớp hiện tại, sẽ có những trường hợp kẻ như trường hiện tại. Và lúc này là hết trẻ và có các con bị du hành nữa. Anh sẽ có ca sĩ du hành nữa rồi. Trời ơi, Chúa mà nó thì nhiều quá. Có ca sĩ du hành nữa. Nên thì nhiều lắm mà trẻ, đừng chưa ra tại trẻ quá. Kính thưa quý vị, trong cái danh sách những cái câu hỏi có sẵn thì vẫn còn nhiều, nhưng mà lúc này thì Tùng rất là muốn xin mời quý vị hỏi cái câu hỏi. Xin mời quý vị. Có ai đặt câu hỏi gì không? Hồi nãy Tùng thấy có anh Quang Linh đi đúng không ạ? Quang Linh đúng không ạ? Có. Nó xinh đẹp lắm. Dạ anh ơi, dạ xin mời Quang Linh lên đây chút xíu với em. Anh cố tình anh ngồi xa để anh trốn đây nè, chúng ta vỗ tay cho ngôi sao con ơi. Tròn ý, tròn dừng nè. Đấy là cái gì là sống sống chết. Rất được nữa. Anh ơi, lên đi anh ơi. Lên đi anh ơi, tội quá, lên đi thầy hiện anh ơi. Dạ quý vị, chúng ta vỗ tay cho anh Quang Linh ạ. Dạ quý vị, vỗ tay chính thức thì anh chưa nghe rồi. Alo. Xin lỗi hai vị đạo diễn
là không quay hết nhưng mà Linh cũng có thi thoảng cũng có thích ra chất vào xem. Thì Linh nghĩ là cái này mình có quyền nghi ngờ nhé. Đối với những cái vị đạo diễn mà lớn tuổi, các vị nghệ nhân và nghệ sĩ nhân dân ấy, thì có thể đối với họ cái chuyện mà dựng lại cái giai đoạn của năm, ví dụ như là 1990 cho đến năm 2000 thì nó sẽ tương đối dễ. Nhưng mà đối với các bạn trẻ bây giờ, mình không dám nói các bạn thiếu kinh nghiệm sống đâu, nhưng mà có lẽ do là xu hướng bây giờ khi các bạn làm những cái phim ấy, thì nó có cái gì đấy. Thi thoảng lên xem các bạn làm về những cái phim ngày xưa, nhưng mà vẫn nhìn trong đấy là cái sự mới bây giờ, nên chả thấy xưa gì cả. Thì đấy là cái cách mà Linh ngồi Linh sợ như vậy. Chứ còn chính xác bản thân Linh cũng rất là hồi hộp, cũng rất là háo hức khi nghe người bạn của mình sẽ làm một bộ phim như vậy. Bởi vì mình chờ đón xem là ở trong phim bạn ấy sẽ như thế nào. Và ở đó cũng chính là cái quãng đời mà Linh nghĩ là mình cũng đã từng có những cái phút hào quang tỏa sáng trong giai đoạn mà bạn ấy đi lên, có chính bản thân mình luôn. Xin kể một cái kỷ niệm, không biết Linh nghĩ là bây giờ bạn ấy ngủ thì bạn không nhớ đâu, nhưng mà Linh nhớ ngoài lúc đấy là con Linh ngủ lắm, quý vị ngủ ghê lắm. Nhưng mà đi hát ở đâu là sập sân khấu đấy, sân rộng thì đi sập hết. Thì có một giai đoạn là như năm 1990 lúc mà đi cho vai Duy Ngọc, là với Duy Ngọc ấy, là Linh nhớ là ở tại Lâm Xuyên. Thì thường thường quý vị biết ngày xưa đi hát nhé, thì ngoài các ngôi sao mới có xe ô tô riêng, còn lại các ca sĩ trẻ sẽ đi một chiếc xe tung của đoàn trở xuống. Nhưng mà ngày xưa Linh nhớ là những các cái tụ điểm Sài Gòn ấy, khi mà các bộ show mà gọi các ca sĩ trẻ đi hát lót cho các ngôi sao để thành một chương trình ấy, thì bao giờ người ta cũng tìm là lót mà có A, B, C đó. Thì nhớ không nhầm hình như là bạn này là nằm trong lót loại A. Nhưng mà quý vị thường thường biết là ví dụ khi mà di chuyển một cái đoàn xuống ở các tỉnh miền Tây như vậy, thì các ca sĩ ngôi sao sẽ được bổ sung hướng được các trạm để ở, còn lại các ca sĩ trẻ có thể sẽ được ở ngay chỗ cái sân khấu hoặc là ở trong một cái phòng chung. Thì hồi đấy thực ra là Quang kể câu chuyện này cũng có một cái thông điệp gửi đến các bạn trẻ. Ở đây thì hầu như toàn gương mặt nổi tiếng thôi, nhưng mà xen lẫn vào đấy vẫn có một vài gương mặt trẻ, cho nên cũng muốn gửi đến thông điệp các bạn. Cơ hội sẽ đến khi mà các bạn đã chuẩn bị hết mọi sự. Đây cũng nên nhớ là những bạn này trong cái số các cái dàn mà đi hát lóc đó, cũng hồi đấy đến một tóc rồi, hồi đấy là từ tóc đã bắp hương rồi, hai màu rồi. Thì thường thường khi mà đến thì các bạn sẽ hầu như là một số thì tụ tập là ăn nhậu, một số là đánh bài đó, rồi chờ đến xuống bắt đầu son phấn vào mới lên hát, hầu như thế. Thì tự nhiên nói với bạn này không bài không bà, không rượu không chè. Mà con nhớ là con Linh có đi buổi chiều thì tài xế chở đi ăn, thì tính thì bạn ấy chạy ra bảo anh em làm người trong đoàn ấy. Thì như hôm qua anh có thấy em xuất hiện ở trong chuyến xe này, bạn bảo là anh nhớ không được, anh có thể em đi nhờ ra đoạn mình nói mãi đi đâu. Thì cậu cầm hai cái găng tay, cậu xin đi đến phòng tập thể dục đấy. Con Linh nói như vậy để biết là bạn này thì dạy thì là bạn sẽ luyện thanh, sẽ tập bài hát mới, và còn thời gian nữa thì sẽ đi tập thể dục. Wow. Đấy. Bạn này ngày xưa tập sư là ngày xưa. Thế lúc mình đừng có tưởng là thấy bây giờ lâu lâu tập nhảy lên là hơi lạ không? Bạn này là có tiền án tiền sự ngày xưa rồi, đã đi từng đi tập thể dục như vậy. Thì con Linh nói như vậy để thấy là cái đối với một cái thanh niên mà khi mà mình đã còn tập nhiều ở đây, bây giờ có mấy đứa tập nhiều đấy, nhiều lúc các bạn trẻ rồi cứ tập hát xong rồi thấy cái số mãi mình không có lê, thế là tụ tập ăn nhậu xong rồi chơi bời thức đêm khuya. Thế là bây giờ lấy một cơ hội sẽ đến với bạn, thì lúc đấy là bạn chưa chuẩn bị để đón nhận nó, cơ hội sẽ thuộc đi và bạn phải bắt ngay cái chỗ luôn. Bởi vì con Linh nhớ là
sau khi đi hát thì mình mới để ý cái bạn này xem. Bạn ấy đang suy nghĩ mà bạn ấy đã hát rồi. Mà mình đang ngồi trong mình chạy theo cũng biết nó hát rồi. Nhìn ra bạn ấy hát là cũng hơi sợ luôn. Ôi bạn điên cùng mà bạn hát tiếng hoàng luôn. Bạn hát là thương đường vỡ ở âm thanh mà không chấp hết, không sợ gì cả. Thì Linh đang nghĩ trong bụng rồi. Ồ, thì thay như là sau mình sẽ ra những chuyện. Từ đấy con đã để ý như vậy. Thì đó là một trong những kỷ niệm mà con nhớ lại ngày xưa của bạn này. Con nghe có những người đi nhiều xe và nổi tiếng. Hai đứa lên xe con lên thắng nổi tiếng nhất. Đó, chắc là hay này. Tính bạn kia chẳng là những việc như bạn cũng đã từng đi xe nhờ con lên. Và chính là bây giờ để mời chúng ta lên đây luôn ạ. Mời chúng ai? Nhà mời chúng ta lên đây luôn ạ. Cứ ai đang lên xe con lên là điều nổi tiếng. Đây là anh có hậu anh chia từ em đó. Nhưng mà mình đừng có nói chuyện mình đi nhờ xe con lên nha. Không được thằng chuyện con lên nghe. Chúng ta vỗ tay cho đạo diễn Trấn Hải. Thưa quý vị, Thành ngồi bên dưới trên sợi dây Thành có rất là nhiều cảm xúc. Thì trước tiên là Thành phải nói rằng như thế này nè, là quý vị thấy ông Quang Linh anh lên anh nói là rất là sợ lâu cho nên kể một câu chuyện lâu lâu lắm. Dạ. Dạ vâng. Thì em cũng nên em rút kinh nghiệm cho nên em phải ngắn gọn hơn lên một chút. Và thí dụ lỡ em có bị sai đường em lâu thì quý vị cũng bỏ qua, đó là cái nết của những người nói nhiều. Vâng. Thưa quý vị, hồi nãy Thành ngồi bên dưới, Thành ngồi Thành suy nghĩ từ lúc mình bước vào rồi mình nhìn cái dàn đồ á, cái dàn đồ mà anh treo á, mình ngồi mình suy nghĩ nó cũng bây giờ nó thật sự nha, có đẻ ra 10 kiếp mà Trấn Thành cũng không thể nào mà chịu khó như anh Hưng là đồ đạc mà để như mannequin như thế này. Mà nói thiệt quý vị, nó là một cái viện bảo tàng quý vị. Nó đủ đẹp và nó đủ chỉnh chu để nó có thể làm một cái viện bảo tàng về thời trang, về trang phục của một nghệ sĩ. Thật sự luôn. Và không ai có thể mà chịu khó để mà quý vị để một cái bộ đồ nó quá trời phụ kiện mà ảnh làm được như vậy. Rồi quý vị thấy mở màn, người ta chỉ ra tung của cái đầm thôi. Và đi thay đồ. À cái khăn cho anh, xin lỗi. Xin lỗi anh. Chị. Nó hơi rộng. Và vâng, đó là có, cái hát cho anh. Có xoay, có xoay cái câu có xoay. Xoay cái câu hậu có. Chỉ có một cái, đúng rồi. Chỉ có một cái tung thôi, như quý phi thôi. Như thế này thôi. Mà vào đó thay ngay bộ đồ liền. Có nghĩa là mình thấy là cái độ đầu tư của anh Hưng. Anh Hưng là cái người nghệ sĩ mà chịu khó thay đồ nhất Việt Nam luôn. Thật sự. Ngày xưa là chỉ đối với em là thay đồ mà bậc nhất á, em gọi là sư phụ là chỉ có Thanh Bạch thôi. Bây giờ em nhìn anh, em để ý là biết với anh Hưng là cũng là 1-9-1-10 với anh Bạch luôn, là hai người này đấu với nhau được á. Thì em nói thiệt với quý vị là có những điều em nhìn với anh đó là chưa chắc mình làm được, không bao giờ mình làm được những điều mà Đàm Vĩnh Hưng đang làm đó. Bây giờ cái sự chịu khó, cái sự chi tiết trong cuộc sống của anh, quý vị thấy mỗi một quý vị đang ngồi ở đây, chưa chắc em làm phim em mời được ngần này người đến đây. Em nói thiệt, em họp báo thì em chỉ mời vài người gọi là trụ trốt trong cuộc sống của em thôi. Sau khi công bố dự án phim thì mình mới mời đâu. Còn quý vị thấy cái cách ảnh mời quý vị đến đây trang trọng như thế này, từng người từ Đà Nẵng rồi Hà Nội rồi Mỹ, có nghĩa là cái người này người ta sống nó tinh tế và nó chi tiết đến mức độ mà mình nghĩ rằng là mình đúng nãy giờ đang ngồi bên dưới hỏi câu y chang như Linh là cái phim này làm cái gì về cuộc đời ông. Tại vì cuộc đời của ông có quá nhiều thứ trên đời để kể. Cái gì ông cũng trải qua một cách rất là lập dị. Quý vị biết là Đàm Vĩnh Hưng là một người sống không bình thường. Cho nên bây giờ rất không bình thường. Chúng tôi đều như thế thưa quý vị. Những người nghệ sĩ đã đứng như thế này, em cũng may mắn em nổi tiếng được hơn một thập kỷ rồi. Thì anh Hưng thì em thấy em quan sát là ảnh một trong những người giữ được phong độ lâu bậc nhất cái showbiz Việt. Hơn 2 thập kỷ anh nhỉ? Gần 3 thập kỷ nổi tiếng. Quý vị biết nổi tiếng được đã là khó, mà nổi tiếng liên tục trong hơn 20 thập kỷ. Bây giờ nói thẳng là Đàm Vĩnh Hưng là người đã nổi tiếng 1/4 thế kỷ. Không sai. Không sai. Mình kể cái gì trong cuộc đời của một người đang nổi tiếng hơn 1/4 thế kỷ. Cái phim này là phim về lịch sử. Chúng ta sẽ thấy được lịch sử của âm nhạc Việt Nam trải qua các giai đoạn. Em chỉ hỏi em một câu thôi. Em cũng là giống anh Linh. Xin lỗi trước nếu em có mạo phạm. Rồi chưa dựng câu chuyện luôn. Tại vì em là một cái người sống cũng thật. Em không bao giờ
Dạ vô em nói thiệt anh là nếu em có thương anh lắm, quý lắm, nếu như em lên em không có cảm xúc thì em sẽ không nói gì hết. Em sẽ nói những câu rất là dễ thương rồi đi xuống. Nhưng em nói nhiều là có nghĩa là em có cảm xúc, là vì em muốn thật sự muốn chia sẻ với anh. Em hỏi một câu này với cả ekip luôn. Xin lỗi nếu câu hỏi của em nó có hơi tấn công một chút xíu, nhưng mà không phải là tấn công, nhưng mà em nghĩ nó sẽ gây tranh cãi một chút xíu. Thường người ta sẽ làm một cái bộ phim về cái nhân vật đó khi mà họ đã xong xuôi hết rồi. Thì dạ, xong xuôi cho cái cõi trần gian này hết rồi, thì mình sẽ kể lại họ qua cái chứng kiến của những người tại dương thế. Bây giờ với một cái người mà hiện hữu như thế này kể lại cuộc đời của mình, em thật sự rất muốn biết hỏi anh Hưng câu này. Với em sẽ cực kỳ không thích một dự án kể về một con người không có khuyết điểm. Nếu Trấn Thành làm phim về Trấn Thành, tôi sẽ tự bêu xấu bản thân mình. Như tôi đã từng nói, tôi là Thành Cry, tôi là Mr. Riêng Tư. Tôi là mọi thứ các bạn chửi rủa tôi, cuộc sống của tôi enjoy với nó. Tôi nghĩ nó không sai, các bạn có quyền nói và tôi có quyền nhận hay không là quyền của tôi. Nếu mà cái phim này mà Đàm Vĩnh Hưng không có khuyết điểm thì tôi không muốn xem. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh làm cái phim này để làm cái gì? Em muốn biết cái mục đích lớn nhất để làm cái gì? Bởi vì những người như Trấn Thành, như Đàm Vĩnh Hưng, có thể các bạn nhìn vào các bạn sẽ cho rằng chúng tôi là những người ngông cuồng, có những cái phát ngôn gây tranh cãi, có một cuộc sống không bình thường. Mọi người đang cho là như vậy. Thì em không biết là có phải anh làm một bộ phim để người ta nhìn vào cái góc yếu đuối của anh, để thương anh và thông cảm cho anh nhiều hơn hay không. Nếu nó chỉ dừng lại ở đó thì em vẫn thấy dự án này chưa thật sự là làm Vĩnh Hưng. Tại vì nếu mình phải làm một cái gì đó sòng phẳng với cuộc đời hơn thì nó mới là làm Vĩnh Hưng. Còn chỉ để làm bộ phim để người ta thấy được góc yếu đuối của mình, hiểu mình hơn và thông cảm cho mình hơn thì nó không phải là anh. Thì em muốn biết thật sự anh làm phim này để làm cái gì. Cảm ơn câu hỏi Trấn Thành, rất tuyệt vời. Đây là được mệnh danh là ông Hoàng khởi chuyện đó. Và có thể có tài năng bắt người ta phải lôi hết tất cả những bí mật ra để có thể nói đây là người số 1 ở Việt Nam có thể làm được gì là Trấn Thành. Em đặt câu hay lắm. Thứ nhất, em ơi, anh nhiều khuyết điểm vô cùng, nhiều lắm lắm lắm, anh giấu thôi. Anh giỏi giấu thôi chứ còn anh nhiều lắm. Anh xấu tính, anh cọc cằn, rồi anh nói chuyện hai câu là phải có chữ thề một chữ. Rồi anh rất rất nhiều thứ khác nhau. Như chỉ vì cái áo, nghệ sĩ nó khống chế hơn nhiều quá. Áo có sự nổi tiếng, nên là mọi người chưa thấy được cái góc khuất đó của người thật của Hưng. Thì phim này mọi người sẽ được thành tất cả những khuyết điểm của mình Hưng. Và cái thứ hai như em nói, đúng. Em à, anh không trả lời vội để làm cái gì mà anh muốn cảm ơn em. Rất cảm ơn em, cảm ơn lắm. Một cái sự gợi ý gián tiếp, một cái sự trao tặng, một cái idea mới hơn nữa cho tụi anh có thể có thêm những cái điều tuyệt vời như em đã từng tạo dựng. Sự tuyệt vời đó đối với công chúng tại Việt Nam trong điện ảnh của em. Anh làm cái gì thì hãy để bộ phim trả lời hay nhất. Với cảm ơn và cảm ơn chị hai Thanh Hàm, cảm ơn vì rằng là cái sự Hưng nhìn Hưng với Thành hay có những cái nhìn về một vấn đề rất nhiều những góc cạnh khác nhau, thì có thể người ta sẽ trả lời nhanh liệu anh làm cái này tại vì anh thấy anh là từ zero from zero to hero. Anh không có đặc sắc nào trong tay đó, anh biến thành vậy, anh trả lời rất nhanh. Nhưng mà anh phải nhìn ở một góc độ khác là em đã trao gửi thêm một phần kịch bản nữa cho anh cảm ơn em. Ủa, là mày xuống này đóng phim hả? Em mà xuống thì thôi, em mà xuống thì thôi, em xin vô ekip nữa chứ. Nhưng mà thưa quý vị, thế này là tại sao mà Thành xúc động? Tại vì thế này, mình nghĩ thế này thôi. Nhìn Linh nói anh có thể trải qua một cái cuộc đời anh thấy rất nhiều người thăng trầm. Quý vị đời nghệ sĩ nó khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang cứ mời lên đây để
để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ. Nếm nó đi và biết nó là cái gì. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Quang Linh. Đi xuống được em. Cảm ơn Tính Thành. Cảm ơn Thành nhiều lắm em ơi. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho những người bạn của anh Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trên sân khấu ạ. Dạ, cảm ơn luôn cả ekip của chúng ta ạ. Và bây giờ chắc là đến lúc chúng ta sẽ cùng chụp ảnh với những nghệ sĩ đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay, đã có thời gian đến cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng. Trời ơi, Hưng cũng đi họp báo nhiều và Hưng cũng chính là những con người cả chớm nhất. Là nói chung là xin phép chạy về đón con đi học về này nọ có nhiều lý do, nhưng mà hôm nay còn nguyên si đông đủ luôn. Hưng rất là cảm động, rất cảm ơn từ những anh chị nghệ sĩ thành danh lớn tuổi, thành danh nhiều tuổi nghề và những em trẻ và những người thân quen của Hưng, cả gia đình anh chị Cẩm Vân Khắc Triệu, doanh nhân Dũng BRT từ Vũng Tàu chạy lên, Khanh 360 từ Hà Nội đáp xuống đây với anh, chị Hòa, Queen, Hòa Phương Đông, Hòa Nữ Hoàng cũng bay vào với em chỉ vì vài phút ngắn ngủi này. Anh Nam cũng đổi vé bay về sớm với em từ một nước bạn. Cảm ơn mọi người nhiều vô cùng khủng khiếp. Cảm ơn Hà Kiều Anh, cảm ơn cả chị Thanh Hà, anh yêu Phương Uyên, cảm ơn bạn yêu Vũ Hà, cảm ơn Jack. Hồ Ngọc Hà yêu dấu, trời ơi, sao ngồi rõ rứa, đi trè à. Cảm ơn Jack nha con nha. Cảm ơn các hoa hậu, các người yêu, thân yêu của Hưng. Anh đạo diễn yêu dấu của Hưng là Trần Vi Mỹ. Rồi rất nhiều các bạn bè khác nữa. Anh danh ca Chim Nguyễn, anh Lâm Nhật, nhiều nhiều lắm luôn á. Tôi đọc tên lên là Tối Mai. Cảm ơn một chàng trai sau lao trường, em và Dương Tuấn Kiệt là người anh yêu thương nhiều nhất, và đại sứ cũng là bác Ngô Viết Huy. Lát trường đó là anh hai đời nè, chắc chạy về tập cũ rồi. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha, còn nhiều người sĩ lắm. Nếu như được, Hưng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi, những cái thắc mắc của anh chị vì báo chí ở một cái không gian khác sẽ nhiều thời gian cho mình hơn. Và nếu như được một cái điều đặc biệt nữa đã thương rồi thì làm một bức ảnh sẽ không có người nào làm được hoặc là khó làm được là Hưng với tất cả những anh chị nghệ sĩ sắp ở đây một bản ảnh chung. Rất khó có sự kiện nào có thể có mặt đầy đủ đâu vấn đề. Hưng tha thiết năng nỉ trân trọng mời mọi người mời mọi người lên sân khấu với Hưng nha, nha mọi người nha. Hưng nghĩ xin mọi người.